Trời đất có ngũ hành, con người có ngũ tạng, cơ thể khỏe mạnh có ngũ đậu dưỡng thân, đậu đỏ hành hỏa tốt cho tim, đậu trắng hành kim tốt cho phổi, đậu ván hành thổ tốt cho dạ dày, đậu đen hành thủy tốt cho thận, đậu xanh hành mộc tốt cho gan. Cháo dinh dưỡng ngũ hành Asim với nguyên liệu tươi ngon cho tô cháo ngon độc đáo, khỏe tự nhiên. Bạn thử nhé. Cháo dinh dưỡng ngũ hành Asim, ngon độc đáo, khỏe tự.